thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tổng số ca mắc mới trên địa bàn đã vượt mốc 32.000 ca vào ngày hôm nay. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ngay sau đây. Thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 32.317 ca dương tính mới, trong đó 12.443 ca ngoài cộng đồng, 19.874 ca đã được cách ly. Những ca bệnh này phân bố tại 542 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Các quận huyện có nhiều ca bệnh trong 24 giờ qua, đó là Sóc Sơn 1.774 ca, 1.778 ca, Đông Anh 1.773 ca, Nam Từ Liêm 1.559 ca, Gia Lâm 1.499 ca, Mê Linh 1.334 ca. Số ca bệnh tử vong 15 ca. Cộng dồn ca mắc từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 430.525 trường hợp dương tính. Thưa quý vị và các bạn, số ca mắc mới trên cả nước đang tăng cao từng ngày. Mỗi ngày là một đỉnh mới. Thực tế thì hiện nay, rất nhiều người dân có suy nghĩ tiêm đủ vaccine cộng thêm mắc bệnh sẽ là bất tử với COVID-19. Hay một lần mắc bệnh là tương đương với một mũi vaccine nên khá chủ quan với dịch bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều này rất nguy hại. Trên thực tế, có không ít trường hợp đã dương tính lần hai sau khi khỏi bệnh một thời gian rất ngắn. Con gái khỏi bệnh COVID-19 từ tháng 7 năm 2021, nhưng những ngày vừa qua lại tiếp tục dương tính lần hai, khiến gia đình không khỏi lo lắng. Biểu hiện ở lần thứ hai của cháu là sốt, ho, kèm theo đờm và sổ mũi. Sau khi cháu bị lần thứ nhất, tôi cũng rất là chủ động phòng chống cho cháu, hạn chế cho cháu đến những nơi đông người, nhưng cũng không thể tránh được vì cháu bị lây từ một bạn hàng xóm. Vừa nhận kết quả khỏi COVID-19 từ cuối tháng 1 năm 2022, chưa kịp phục hồi sức khỏe, thì đến cuối tháng 2, chị Huyền lại tiếp tục thấy cơ thể khó chịu, đau rát họng, mũi, nhiều dịch. Khi test nhanh, được xác định dương tính với SARS-CoV-2, chị cũng khá hoang mang vì bản thân dương tính lần 2 chỉ trong một tháng. Chồng mình cách đấy mấy hôm thì cũng có mắc COVID và đang cách ly tại nhà. Mình cũng rất cẩn thận trong cái việc tiếp xúc hay là hỗ trợ chồng cách ly, vì mình bản thân mình cũng bị rồi nên mình cũng rất là cẩn thận, thì không nghĩ là khi mà test lên hai vạch thì mình cũng rất là hoang mang về cái việc đấy. Thực tế ghi nhận nhiều trường hợp gặp tình trạng này, các chuyên gia cho biết có nhiều nguyên nhân để lý giải. Ở mỗi người, cơ thể sản sinh ra kháng thể để chống lại sự xâm nhập của SARS-CoV-2. Mặc dù vậy, lượng kháng thể sinh ra cũng khác nhau, phụ thuộc vào cơ địa, bệnh lý nền. Do đó, nhiều kháng thể không đủ mạnh, người khỏi bệnh chủ quan không tuân thủ 5K, thì khi tiếp xúc với F0 mang biến chủng mới sẽ có nguy cơ tái nhiễm. Hiện tại mình đang nghi ngờ nhiều nhất đấy là việc lây lan cái biến chủng mới. Cái thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới thì thường tái nhiễm được định nghĩa là sau khi mắc COVID-19 khoảng tầm 3 tháng thì sẽ có khả năng là làm tái nhiễm đối với một do virus biến chủng mới. Tuy nhiên là đối với Omicron thì càng ngày chúng ta càng nhìn thấy rằng là biến chủng này có thể lây cho những người mà đã nhiễm trong vòng 1 tháng đổ lại. Cái trường hợp này thì rất hiếm thôi, là có những người miễn dịch rất kém, cho nên người ta khỏi được cái đợt này thì người ta cũng sẽ rất là nhanh chóng mất đi cái miễn dịch ấy, và người ta sẽ có thể tái nhiễm lại trong một khoảng thời gian cũng không xa lắm. Các bác sĩ cũng cho biết thêm, với những người dương tính trong một thời gian ngắn, sau khi khỏi bệnh thì còn có thêm một khả năng nữa là tình trạng dương tính vẫn kéo dài. Bởi vì với COVID-19, một số bệnh nhân là cái virus nó có thể nó kéo dài dương tính đến hàng nhiều tuần. Nhưng mà mặc dù là về sau này thì người ta không gây lây nhiễm nữa, nhưng mà nó vẫn dương tính nhiều tuần thì chúng tôi gọi là cái trường hợp tái dương tính kéo dài. Các chuyên gia khuyến cáo, người càng lớn tuổi, bệnh nền, người bị suy giảm chức năng miễn dịch, tim mạch mạn tính, cấp ghép tạng, người chưa tiêm vaccine, khả năng tái nhiễm cao hơn. Ở đa số người trong lần mắc thứ hai, tình trạng sẽ nhẹ hơn lần mắc đầu tiên. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp diễn biến nặng. Vì vậy, người dân tuyệt đối không chủ quan. Ngày 7 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh đang có hơn 3.500 học sinh đang được cách ly điều trị COVID-19.
tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh từ 12 tuổi trở lên mũi 2 đạt hơn 87%, tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tiêm mũi 3 đạt 78%. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum chỉ đạo phòng giáo dục các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc có hướng dẫn và dạy học phù hợp với tình hình dịch tễ tại từng đơn vị, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể trong việc huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số học sinh, động viên, quan tâm kịp thời đối với học sinh, cán bộ, giáo viên là đối tượng F0 để an tâm điều trị, nhanh chóng phục hồi để tiếp tục công tác và học tập. Tỉnh Thanh Hóa vừa thành lập thêm cơ sở thu dung điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực nằm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Đến thời điểm này, đây là cơ sở thu dung điều trị COVID-19 đầu tiên của tỉnh được thành lập tại Bệnh viện Tư nhân. Sau gần một tuần đi vào hoạt động, cơ sở điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân. Đây là những trường hợp đã được khám sàng lọc, hầu hết có bệnh nền, cần được chăm sóc, điều trị tích cực. Những cái bệnh nhân đó thì được chúng tôi theo dõi sát, xếp ra khu vực riêng để sẵn sàng nếu bệnh nhân diễn biến nặng thì sẽ có cái sơ cứu ban đầu và sẽ sau đấy thì có cái hồi sức cấp cứu và hội chẩn với lại các cái tuyến. Toàn bộ tầng 7 của tòa nhà trung tâm bệnh viện đã được chuyển thành cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Cùng với bố trí nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, bệnh viện cũng kêu gọi các y bác sĩ đủ điều kiện sức khỏe tham gia chăm sóc điều trị bệnh nhân. Hiện tại đang là bệnh nhân F0 dương tính, nhưng mà cái điều kiện sức khỏe thì cũng tạm ổn. Ở cái khu điều trị thì rất là đông, và theo lời kêu gọi của giám đốc cũng tham gia điều trị hỗ trợ của với các bạn ở trên đây. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc tăng cường năng lực thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở y tế sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe của nhân dân, thực hiện hiệu quả các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.